Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi xin chia sẻ một món đồ chay, là cách thức làm là như thịt ba gọi. Có một số người mới ăn chay, người ta ăn chưa nổi nên ta yêu cầu mình làm cái món như thịt ba gọi giả vậy. Gồm thành phần gồm có như là bột, 1 kg bột, 1 lít ký nước cốt dừa, 1 ký nước. Rồi mình quậy chung với 1 ký bột vô, bột mì tinh. Gia vị gồm có là như là đường, bột ngọt, dầu thơm, tiêu, hạt nêm. Mình nêm cho vừa ăn rồi mình để bột vô, mình quậy cho nó đều. Sườn non này mình đem mình ngâm. Mình ngâm rồi cho nó mềm mình xả sạch. Xả sạch vắt khô. Vô ướp gia vị vô rồi bắt đầu chiên. Các bạn nhìn thấy là như ổ bánh mì này mình vừa cắt vừa với cái gỗ. Rồi mình để mình mổ ra làm hai rồi mình banh ra. Rồi mình để vô cái gỗ này cho nó vừa cái gỗ. Bánh mì bây giờ mình cắt ra mình chia thêm cái gỗ vậy. Mình để vô đây. Múc bột lưới vô. Bánh mì bây giờ mình để vô cái gỗ cho nó bằng thẳng đàng hoàng rồi múc bột lưới vô. Lưới cho nó ướt, cho thiệt ướt. Sườn non này mình ướp sẵn rồi mình mới sắp lên đây. Cái gỗ này mình dùng là để làm như cái khung cho nó dựa vô, cho nó đừng có đổ bột ra ngoài. Sắp sườn non lên cho nó đều. Bây giờ cho nó ướt rồi mình nhúng bánh mì, mình banh ra mình nhúng bột. Nhúng cho ướt bột rồi để lên đây một lớp nữa. Sau đó mình để lên sườn non thêm lớp nữa. Xong mình rưới bột lên lớp nữa. Bánh mì này nhúng bột để lên lớp nữa thành 3 lớp. Mình vỏ bánh mì mình lật cái bề da ra ngoài cho nó thành nó giống cái da, để một mũ dưới cho nó đừng có chảy bột, rồi để đá lên trên. Nó đảm bảo cái bọc mũ ăn không bệnh. Sau này mình đi ổ bánh mì banh ra để vô cái gỗ. Rưới bột vào. Đó mình sắp sườn non lên. Một lớp là 6 miếng, 2 lớp 12 miếng. Một lớp sườn non xong rồi rưới bột lên. Rưới bột lên xong rồi giờ tới bánh mì. Để vô thau mình nhúng cho nó ướt đều. Mình lật ngửa trở lại. Xong rồi mình đắp lên một lớp sườn non nữa. Xong rồi rưới bột lên.
Bếp sau cùng thì đặt cái bề da lên trên. Số lượng 1 kg bột làm được 4 gỗ. Cái số lượng bột hồi nãy mình 1 kg đó mình làm mới có 2 gỗ, và còn 2 gỗ nữa mình làm tiếp tục cho nó hết luôn. Thì nó cũng y gan như nãy, thì tương tự vậy đó, làm hết sắp hoài chừng nào hết thôi nha. Người muốn chiên rồi muốn dồn bánh mì ăn cũng được, không muốn kho cũng được, không muốn làm thịt quay cái gì cũng được. Một cái như vậy là nó sử dụng tới 3-4 món. Ai thích món nào thì ăn món nấy, ăn bì bún không muốn làm gì cũng được. Bánh thì mình làm xong rồi thì mình đem vô mình bắt cái sửng lên mình hấp cái thủy 1 tiếng đồng hồ, rồi mình lấy ra mình dằn. Gỗ này mình chồng lên gỗ kia, rồi mình lấy cái gì cho nó vừa trong cái lòng cái gỗ này đó, mình dằn cho nó nặng. Dằn khoảng cỡ 2-3 tiếng đồng hồ mình lấy ra mình cắt cho nó dẻ, rồi mình đem đi chiên. Rồi muốn ăn là bì bún hay là muốn kho hay là muốn ăn cái gì cũng được, tùy theo ý thích của mọi người. Giờ nước sôi rồi mình đem đi hấp cắt thủy. Hấp 2 tiếng đồng hồ rồi khi đem ra mình lấy đồ mình dằn lên cho cái này nó đừng có bị chất lớp. Để nguội rồi đem sắc ra là chiên thì là ăn được, rồi muốn kho thì kho. Tùy theo ý thích. Nãy giờ mình hấp được 1 giờ rồi chín rồi mình lấy ra lên dằn cho nó. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại.